quả của hai hành động trên. À, một trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải theo chiều dương hai đơn vị ha. À, đến điểm dương 2 rồi sau đó di chuyển tiếp thêm về bên phải ba đơn vị nữa. Vậy thì câu hỏi là cho biết người đó dừng lại tại điểm nào? Bạn nào trả lời được nào? Nhìn lên trục số trả lời cho cô xem nào. À, Thanh Trúc. Thưa cô là số 5. À, người đó dừng lại tại điểm gì? Dương 5 ha. Rồi, vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là em hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn hai hành động trên. Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Cô mời bạn An Thi. Dạ thưa cô, theo em thì em sẽ làm như sau. Em sẽ lấy âm 2 em cộng cho âm 3 ra âm Âm 5. hả? Ở đây đi về phía chiều dương mà. À chiều dương là cộng dương 2 cộng dương 3 bằng dương 5 cô. À, dương 2 cộng dương 3 bằng dương 5 ha. À, số tự nhiên thì mình viết là gì? 2 cộng 3 bằng 5, đó là số tự nhiên, đúng không? Còn số nguyên là mình viết gì? Dương 2 cộng dương 3, được chưa? Ừ. Đúng rồi ha. Dương 2 cộng với dương 3 thì bằng dương 5. Như vậy qua cái ví dụ này nè, bạn nào có thể cho cô biết là muốn cộng hai số nguyên dương thì ta làm như thế nào? Cô mời bạn Phát. Thưa cô là muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như cộng hai số tự nhiên. Đúng rồi, ta cộng hai số nguyên dương như là cộng hai số tự nhiên, mà cộng hai số tự nhiên thì các em biết thực hiện chưa? Dạ rồi, À, rồi cô ơi. quá rành rồi đúng không? À, quá rành rồi ha. Như vậy là cộng hai số nguyên dương thì chúng ta sẽ cộng như cộng hai số tự nhiên. Rồi, đó là cái quy tắc thứ nhất. Các em ghi phần số 1 cộng hai số nguyên cùng dấu. Các em ghi cho cô phần số 1 ha, cộng hai số nguyên cùng dấu. Hai số nguyên dương có phải là hai số nguyên cùng dấu không các bạn? Trả lời cho cô biết nào, hai số nguyên dương có phải là hai số nguyên cùng dấu hay không? Cô mời Hoàng Minh. Là đúng không? À, hai số nguyên dương đó là hai số nguyên cùng dấu đó ha, cùng mang dấu dương, cùng mang dấu cộng, được chưa? Như vậy phần số 1 chúng ta ghi là cộng hai số nguyên cùng dấu ha. Trường hợp thứ nhất đây là cộng hai số nguyên dương. Rồi chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ ghi quy tắc sau. Ta tìm hiểu tiếp. Rồi. Cũng là khám phá một nhưng ở nội dung tiếp theo là nội dung ở câu B. Cô mời một bạn đọc cho cô nội dung ở câu B nha. Cô mời bạn Lê Thị Quỳnh Anh. Dạ thưa cô là trên trục số một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái theo chiều âm hai đơn vị đến điểm âm 2 sau đó di chuyển tiếp thêm về bên trái ba đơn vị cộng với số âm 3. À, rồi. Câu hỏi là gì? Cho biết người Hãy đó cho dừng biết. lại. Rồi, em đọc đi. Hãy cho biết người đó dừng lại ở điểm nào. Ừ, cho biết người đó dừng lại ở điểm nào ha. Rồi, bạn nào trả lời được câu hỏi này? Các em nhìn lên trục số và trả lời nhé. Cho biết người đó dừng lại tại điểm nào? Rồi, cô mời bạn, các bạn khác đâu, chúng ta giơ tay nhiệt tình lên nào. Cô mời Phúc Thiện. Dạ thưa cô, người đó dừng lại ở điểm âm 5 cô. À, người đó dừng lại ở điểm âm 5, đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo là hãy so sánh kết quả với số đối của tổng 2 cộng 3. Như vậy là người này dừng lại ở điểm âm 5, thì bây giờ mình so sánh cái kết quả đó với số đối của tổng 2 cộng 3. Số đối của tổng 2 cộng 3 bằng mấy các bạn nhỉ?
Số đối của tổng 2 cộng 3 bằng mấy? Cô mời bạn Phát. Phát biết không? Cô thấy Phát giơ tay mà. Em không biết. Cô thấy bạn Phát giơ tay mà. Số đối của tổng 2 cộng 3. Như vậy là bây giờ mình coi là 2 cộng 3 thì bằng mấy các em? 2 cộng 3 thì bằng mấy? 2 cộng 3 à bằng 5. Số đối. Số đối tức là mấy? Sẽ là âm 5. Đúng không? Như vậy thì số đối của tổng 2 cộng 3 ta so sánh với kết quả âm 5 này thì nó như thế nào các bạn nhỉ? Nó làm sao? Nó bằng ha. So sánh thì chúng ta sẽ có trường hợp lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là bằng. Được chưa? Như vậy là dựa vào cái biểu thức ở trên màn hình này nè. Bạn nào thử rút ra cho cô xem là muốn cộng hai số nguyên âm thì ta làm như thế nào? Từ cái kết quả ở trên màn hình đó. Ha. Rồi, cô mời bạn Anh Thi. Dạ, thưa cô. Theo em thì muốn cộng hai số âm, số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả. Đúng rồi, đây, số nguyên âm thứ nhất là âm 2 nè, số nguyên âm thứ hai là âm 3 nè, cộng hai số nguyên âm ha, ta cộng hai số đối của chúng. Số đối của âm 2 là bằng 2, số đối của âm 3 là bằng 3, rồi đặt dấu trừ trước kết quả ha. Câu trả lời của bạn Thi là câu trả lời chính xác. Đó cũng chính là quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu cộng hai số nguyên âm ha. Như vậy nhắc lại cho cô nè, để cộng hai số nguyên dương thì chúng ta thực hiện như thế nào? Cộng hai số nguyên dương thì chúng ta thực hiện như thế nào? Cô mời bạn Kim Ngân. Dạ thưa cô, muốn cộng hai số nguyên dương cùng nguyên dương. Nguyên dương giống như cộng số tự nhiên. Đúng rồi, cộng hai số nguyên dương thì ta cộng như cộng hai số tự nhiên. Còn cộng hai số nguyên cùng dấu, trong trường hợp hai số nguyên này là hai số nguyên âm thì ta làm sao? Cô mời bạn Thành Đạt. Cô muốn ta lấy tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn, cùng dấu với hai số nguyên đó. Ta thực hiện như thế nào cái đã? Ta thực hiện như thế nào ha? Bạn nào biết nào? Ta thực hiện như thế nào? Cô mời Xuân Hiếu. Dạ thưa cô, mà em nghĩ là thực hiện là mình sẽ viết số ra rồi cộng cô. Viết âm 2 rồi cộng cho âm 3 rồi là bằng âm 5 cô. Muốn cộng hai số nguyên âm thì chúng ta cộng hai số đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả nha. Chúng ta ghi quy tắc, các em ghi quy tắc vào vở nè. Giờ các bạn ghi vào vở nha. Muốn cộng hai số nguyên dương thì chúng ta cộng như là cộng hai số tự nhiên. Còn cộng hai số nguyên âm thì ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ trước kết quả. Được chưa? Hai số nguyên cùng dấu thì nó sẽ có trường hợp là cùng là số nguyên dương hoặc là cùng là số nguyên âm nha. Rồi các bạn ghi quy tắc vào vở. Đây, hai số nguyên cùng dấu, cùng dấu dương hoặc là cùng dấu âm. Rồi cho cô biết nào, tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương hay là số nguyên âm? Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương hay số nguyên âm? Cô mời Anh Thi. Dạ thưa cô, theo em thì tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương ạ. Đúng rồi, đây nè các em nhìn ở trên màn hình nha, tổng của hai số nguyên dương sẽ là một số nguyên dương. Đây, tổng của hai số nguyên dương chính là tổng của hai số tự nhiên thì chắc chắn là nó là số nguyên dương rồi ha. Còn tổng của hai số nguyên âm, được chưa? Thì nó chính là một số nguyên âm nha các em. Như vậy là tổng sẽ cùng dấu với các số hạng nha. Rồi cô lấy, chúng ta sẽ lấy ví dụ ha. Chúng ta có thể ghi ví dụ. Các bạn ghi quy tắc vào vở.
Ví dụ như chúng ta ghi là cộng 7 đi, được chưa? Dương 7 nè, cộng với dương 5 à, thì bằng, ta sẽ cộng như cộng hai số tự nhiên, tức là bằng 7 cộng với 5 à, và bằng bao nhiêu các em? 12 ha. Rồi ta lấy ví dụ về cộng hai số nguyên âm nè. Ví dụ như là âm 4 cộng với âm 10 chẳng hạn. Được chưa? À, chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc nào. À, đó là gì đây nhỉ? Cộng hai số đối ha. Số đối của âm 4 là bằng mấy? Bằng 4. Chưa? Số đối của âm 10 là bằng 10. Rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Rồi đặt dấu trừ trước kết quả ha. À, như vậy là chúng ta được kết quả là, đọc cho cô kết quả xem bằng bao nhiêu nào. Đọc cho cô kết quả xem bằng bao nhiêu ha. Cô mời bạn Trần Anh Duy. Cô mời bạn Trần Anh Duy, hôm nay lớp vắng mấy lớp trưởng? Dạ cô. Hôm nay lớp vắng mấy? Lớp vắng một người cô. Cô nghe em nói gì không cô? Ai đang vắng đâu? Có người bị ao á cô. Cô nghe em nói gì không cô ơi? Rồi cô nghe rồi nói đi. Dạ. Dạ thưa cô, là đáp án là bằng bao nhiêu? Bốn cộng mười là bằng bao nhiêu? Bốn cộng mười là bằng mười. Bằng bao nhiêu? Nếu tôi cô là 14. À, bốn cộng với mười ha là bằng 14. Rồi mình đặt dấu trừ trước kết quả thôi em. Đó, được chưa? À, cộng hai số nguyên âm ha. Rồi cô lấy thêm một ví dụ đi. À, âm 7, âm 3. À, cộng với âm 8 chẳng hạn. Rồi cho cô kết quả xem bằng bao nhiêu nha. Cô mời một bạn nha. Cô mời bạn làm Phạm Quốc Đạt nào. Các bạn ghi bài vô nha. Tất cả các bạn đều phải ghi bài nha. Cô mời bạn Phạm Quốc Đạt. Phạm Quốc Đạt đâu? Cô ơi, Phạm Quốc Đạt hư mất mà chưa có chịu sửa cô. Chưa chịu sửa rồi, Phạm Quốc Đạt hư mất. Rồi cô gọi bạn khác. Cô mời bạn làm lớp 66. Ừ, bạn này hôm bữa cô có ghi vào đây là hư mất rồi, là bữa nay chưa sửa. Cô mời bạn làm Lê Minh Khoa. Dạ thưa cô, bằng 3 cộng 8 cô, đóng hoặc 3 cộng 8. Ờ, đóng mở ngoặc 3 cộng 8. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa em? Có dấu trừ đằng trước kết quả đúng không? Là bằng bao nhiêu? Âm. Thưa cô bằng âm 11 luôn à. Cô ghi luôn rồi. À, cô ghi luôn rồi à. Rồi, 3 cộng 8 là 11 ha. Là bằng âm 11. Rồi các bạn ghi bài vào đi. Chú ý, ta trong cái trường hợp tổng quát ha, AB là hai số nguyên dương, thì dương A cộng dương B là bằng A cộng B nè. Còn âm A cộng với âm B thì bằng số đối của A cộng với số đối của B. Rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Đây, trong vở các em sẽ có nội dung này nha. Xong chưa? Rồi cô. Xong chưa các bạn? Dạ rồi. Xong chưa? Rồi. Cô bị sao rồi cô? Ừ? Được rồi cô.